Thời tiết á, thì thời điểm mà lặt lá mai á, bà con thường á, là dao động từ ngày 14 âm lịch tháng Chạp. À, nhưng mà nó tùy thuộc vào thời tiết ở chỗ là nếu mà thời tiết lạnh á, thì bà con sẽ lặt. Xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay bà con có thấy không, chúng ta đang lạc lối vào một cái vườn mai rất là lớn và rất chi là sắp xếp, rất chi là hoa mỹ. Nhưng mà nội dung ngày hôm nay không phải là mời quý bà con chúng ta xem mai thưởng hoa đâu nha, mà ngày hôm nay sẽ giải quyết một cái vấn đề gọi là rất là cấp bách của quý bà con của chúng ta, đó chính là thời điểm nào thì chúng ta lặt lá mai và chúng ta lặt lá mai như thế nào để cho mai hoa mai nó ra đồng loạt. Thì bây giờ Oanh sẽ lựa một cây mai rồi là rất là đẹp để chúng ta làm cái thí dụ trên cây mai đó cho chúng ta cảm thấy thú vị ha bà con ha. Rồi chúng ta sẽ lại cây mai đó nha. Này hôm nay Oanh sẽ giao lưu với quý bà con những cây mai rất là to. Và không biết là quý bà con thích cây mai nào thì comment ở phía dưới để Oanh biết là bà con thích mai đế kiểu gì ha. À, lâu lâu thì cuối năm rồi chúng ta cũng anh thích cây nào anh? Cái nào anh cũng thích Cây hết, nào em cũng thích hết, giờ làm sao? Bên cạnh cái việc là cây làm mai này kinh nó vừa cái tầm giờ tầm đứng của Vân à, cây mai này hả? Cây mai này sao em thấy đế nó hơi bị sụp á? thôi lại cây Cây nào này cũng được được không? rồi, Cây này được đi. vừa tầm đế À, được. bên cạnh cái việc là làm kinh tế thì thật sự là Oanh rất là có hứng thú trong việc là làm cây cảnh và bonsai, tại vì nó làm cho tinh thần và cũng như linh hồn của Oanh cởi mở hơn rất là nhiều. Nhưng mà quay lại chủ đề của mình nha, Oanh hay đi lang mang lắm mà con thông cảm. Tức là bà con hay hỏi Oanh là thời điểm nào thì chúng ta sẽ lặt lá mai và cái làm sao để cho hoa mai ra một cách đồng loạt. Thì ngày hôm nay Oanh xin cho phép được chia sẻ với bà con cái việc lặt lá mai nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố thời tiết và thứ hai là yếu tố về cái thời tiết là chủ yếu. Và để mà cho cái nụ to thì nó phụ thuộc vào yếu tố dinh dưỡng rất là nhiều. Thì bây giờ nếu mà nói về thời tiết á, thì thời điểm mà lặt lá mai á, bà con thường á, là dao động từ ngày 14 âm lịch tháng Chạp. À, nhưng mà nó tùy thuộc vào thời tiết ở chỗ là nếu mà thời tiết lạnh á, thì bà con sẽ lặt sớm hơn ha bà con ha, lặt cái lá mai sớm hơn là từ ngày 10 tới ngày 14 là chúng ta bắt đầu lặt. Còn nếu mà thời tiết ấm nóng giống như hiện tại giờ đang đứng ngoài nắng mà toát mồ hôi như vậy thì chúng ta sẽ lặt vào thời điểm là ngày 10 đến ngày 14 tháng Chạp âm lịch ha bà con ha. Thì thời điểm đó là thời điểm chúng ta lặt lá mai rất là tiện lợi. Đối với những cây mai nhỏ như vậy thì thực sự rất là dễ lặt, nhưng mà đối với những cây rất là to tới mấy mét luôn thì chúng ta sẽ phải bớt hàng dàn giáo và làm rất là nhiều các công đoạn khác nhau. Thì đó là thời điểm lặt lá mai nó phụ thuộc vào cái thời tiết. Còn bây giờ bà con hỏi quanh thêm câu này khó hơn nè. Tức là bà con hỏi quanh nó là bây giờ ở trên cây mai lúc nào cũng có nụ nụ lớn, nụ nhỏ. Đây là nụ nhỏ nè anh ha. Và đây là nụ lớn hơn. Thì với bây giờ thang đang là thời điểm khoảng tháng 11, tháng 10, tháng 11 âm lịch, thì bà con sẽ hỏi quanh tiếp là để mà ra hoa đồng loạt thì chúng ta cần phải làm gì, trong khi mà nụ lớn nụ nọ nhỏ như vậy nếu chúng ta lặt cùng một lượt thì sao. Vậy thì quanh sẽ chia sẻ bà con một cái bí quyết mà rất là nhiều các anh em trong làng mai đã áp dụng mà cảm thấy thành công cho trong cái việc giúp cho cây mai ra hoa đồng loạt, đó là ví dụ đây là cái nụ nhỏ nè, đây là cái nụ lớn. Khi chúng ta quyết định thời điểm lặt thì cái thời điểm đó cái cây cái nào mà nụ nhỏ thì chúng ta sẽ lặt hết hai lá, sẽ lặt lá ở chỗ đó hết luôn. Còn ví dụ nụ lớn hơn mà chúng ta muốn cho nó ra đồng loạt với cái nụ nhỏ thì chúng ta sẽ chừa lại cái lá đó. Lý do tại sao làm như vậy thì gì gì á là khi mà cây mai á, nó vận chuyển chất dinh dưỡng lên trên cái tầng này và nó nuôi nụ và nuôi lá, cái nụ này nó lớn tức là nó khỏe hơn cái nụ nhỏ, thì bà con khi mà bà con á, mà chừa cái lá này lại nó sẽ chia đều dinh dưỡng cho cả nụ và lá. Thì khi đó thì cái nụ này nó sẽ không có tập trung để lớn nữa, mà cái nụ nụ này chúng ta lặt bỏ hai cái lá này đi đúng không? Chúng ta lặt bỏ hai cái lá này đi thì cái dinh dưỡng lên đây nó chỉ lên nuôi cái nụ này thôi. Thì khi đó thì nó sẽ bắt kịp cái thời gian phát triển với cái nụ lớn. Thì tới cái dịp Tết là chắc chắn nó sẽ ra đúng cái thời điểm cho quý bà con. Thì đây là một cái mẹo gọi là sự chia sẻ về dinh dưỡng ha, làm cái gì chúng ta cũng phải có yếu tố cho đi và chia sẻ ha. Còn ví dụ như những cái nụ này mà nó rớt lá rồi thì quanh cũng bó tay, mình đâu khống chế gì được. Tức là trên cái đường vận chuyển chất dinh dưỡng đi, cái nụ nào nhỏ thì chúng tới cái thời điểm lặt và cái nụ nào nhỏ thì chúng ta ưu tiên lặt cái lá đó trước, còn cái nụ nào lớn thì chúng ta sẽ lặt cái lá đó sau, chịu khó một xíu nhưng mà hoa nó sẽ ra đồng loạt được rồi chưa đó. Còn trong cái thời điểm mà chúng ta nuôi cái nụ mai từ tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch thì chúng ta phải chú ý vào cái vấn đề dinh dưỡng cho cây, dinh dưỡng cho cái bộ dinh dưỡng cho cái cây mai của chúng ta. Thời điểm này thì chúng ta sẽ hạn chế phun xịt gọi là thuốc sâu rầy này kia,
khoảng, nhưng mà nếu mà cây nó có bị sâu bệnh thì bắt buộc thì chúng ta cũng phải phun. Nhưng mà đặc biệt là bà con phải chú ý giúp vùng quanh vào cái vấn đề dinh dưỡng cho cây. Thời điểm này thì chúng ta sẽ chủ yếu cung cấp dinh dưỡng qua rễ, thì chúng ta sẽ tưới tắm xung quanh cái phần chậu này ha, để mà cung cấp dinh dưỡng cho rễ. Thì thường là bên quanh sẽ sử dụng là vu mai. Bản thân vu mai là một cái sản phẩm của nông nghiệp Hoa Kỳ dành riêng cho cây mai vàng. Tại vì bên công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, chắc anh CEO đó anh rất là yêu mai vàng, yêu hoa kiển, nên anh làm riêng cái chai đó, chế tác cho cây mai vàng. Và ở dạng phân tử nano, khi chúng với hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, khi mà chúng ta pha với nước tưới thì vu mai sẽ có tác dụng là tăng cường hàm lượng dinh dưỡng lông hút của cây mai chúng ta, giúp nuôi dưỡng cái nụ nó trở nên to hơn, dày hơn, mập hơn, lá nó sẽ dày hơn ha, cánh nó sẽ dày hơn, bông nó sẽ tươi hơn, vàng hơn, và thời gian thưởng hoa chúng ta sẽ kéo dài hơn. Thời gian thưởng hoa tức là thời gian từ lúc mà nở hoa cho lúc rụng hoa, gọi là quanh, hay dùng từ mỹ miều gọi là thưởng hoa ha, để sinh ra cho chúng ta thưởng. Thì đây cũng có một vài cây rất là thú vị. Bà con thấy là hiện tại bây giờ đối với những cây mai đây là vừa thế vừa tàn, và nút cúc cũng ra đầy đủ nè. Anh chủ vườn anh đã xử lý rất là tận tâm đối với từng cây mai. Khi chúng ta lặt thì chúng ta sẽ lặt xuống như thế này, bẻ cái cánh gãy xuống như thế này, chứ chúng ta không có kéo ngược lên như vậy. Ngược lên như vậy nó đứt nụ, đúng không ạ? Ngược lên như vậy đứt nụ, mà chúng ta sẽ bẻ ngược xuống, ngược với cái chiều của cái cuốn là của cái cuốn lá là xong. Và nếu mà thấy cái bông nụ nó nhiều quá thì bà con chúng ta có thể là em thích cây này quá, cây này nhìn nó giống như núi Thái Sơn ấy. Thì nếu mà bông cúc nó nhiều quá thì bà con chúng ta giữ cành này lại, và chúng ta lặt nhẹ như vậy là nó ra thôi, được chưa? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhé bà con nhé. Cây này to. Cây này to hơn cái mặt của em. Đó bà con ha, khi mà chúng ta chơi mai thì ngoài cái việc là giúp cho chúng ta có một cái tinh thần thoải mái ra, thì cây mai nó sẽ tăng giá trị theo thời gian. Nên quanh thấy đây là một trong những cái cây nó rất là hay. Thì nhưng mà video này chủ yếu chia sẻ với bà con chúng ta thời điểm lặt cây mai vàng làm sao cho nó thuận lợi nhất, và làm sao để cho ra hoa đồng loạt, để chúng ta có một cái Tết thực sự rất là viên mãn bên cây mai vàng, rực rỡ nguyên một gốc trời luôn ha. Làm sự trầm trồ cho những cái thứ nhất là con cháu trong nhà mình ha, thứ hai là những cái cô bác hàng xóm đến thăm viếng nhà mình ha bà con ha. Rồi, mình xin phép được chia sẻ ngắn gọn như thế một cái video về cách là lặt mai vàng, thì mong là nó hữu ích đến quý bà con, và xin phép được khép lại video ở đây. Thời điểm lặt lá thì bà con lưu ý là thuộc vào thời tiết, thì nó dao động từ 10 đến 16 tháng chạp âm lịch. Thì nếu mà thời tiết lạnh á, chúng ta thấy se lạnh thì bà con sẽ lặt sớm hơn, tức là ngày 10 đến ngày 14 là chúng ta lặt. Còn ví dụ như mà nó nắng ấm như bây giờ thì bà con có thể lặt trễ hơn là 14 tới 16, thì lúc đó nó sẽ đủ cái thời gian để cho cái nụ mai nó thích ứng, và nó sẽ nở khoe sắc vào ngày 30, mùng 1, 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, tùy theo nó chế độ dinh dưỡng của chúng ta chăm cho cây mai lúc này. 7 đến 10 ngày là chúng ta tưới vu mai một lần để cho cái rễ của chúng ta, cây của chúng ta hấp đầy đủ chất dinh dưỡng. 7 đến 10 ngày là một lần nha. Thì khi đó thì thời gian thưởng hoa, cánh hoa, màu hoa nó sẽ đẹp. Còn nếu mà chúng ta cà bơ phất phơ với nó thì nó cũng sẽ cà bơ phất phơ với chúng ta ha. Rồi, xin khép lại video này ở đây. Lâu lâu cô Oanh tạc ngang vụ mai vàng xíu cho quý bà con chúng ta cùng nhau cởi mở đầu óc hơn, vui vẻ hơn và thoải mái hơn, bên cạnh việc làm kinh tế với những cây bưởi ruby sầu riêng được ha bà con ha. Bye bye.